Vì sao Tổng Trọng dứt ghế Tổng Bí thư mãi không ra? Tờ báo Economy 23 tháng 1 trong bài viết Cởi trói cho con cọp đã đưa ra nhận định rằng Việt Nam cần một nhà lãnh đạo mới. Theo đó, có rất ít quốc gia sở hữu nhiều lợi thế như Việt Nam hiện nay để trở nên giàu có. Nhưng sự tê liệt về chính trị để có thể làm chậm quá trình phát triển và ông Trọng có thể đang là vật cản. Giới phân tích lâu nay đã đưa ra các nhận định cho rằng vấn nạn tham nhũng của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trong hai nhiệm kỳ làm thủ tướng trước đây 2006-2015 đã mất kiểm soát. Đó là lý do sau đại hội đảng lần thứ 12 với sự thất bại của Thủ tướng Dũng, ngay sau đó Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khởi động một chiến dịch đốt lò. Đây là bản sao của chiến dịch đà hổ diệt ruồi mà người đồng cấp Tập Cận Bình ở Trung Quốc đã khởi động từ khi lên nắm quyền từ năm 2012. Nhưng kể từ năm 2016 đến nay, ông Trọng đã đốt lò mãi vẫn chưa thành công. Toàn cảnh Hội nghị Trung ương thường niên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một trong những mong muốn của ông Trọng về nhân vật kế nhiệm là phải thừa kế và tiếp tục công cuộc đốt lò chống tham nhũng. Tuy nhiên, cho đến nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bước sang tuổi 80, nhưng ông vẫn chưa tìm được người kế nhiệm đáng tin cậy. Theo giới phân tích, đó là lý do đã khiến ông Nguyễn Phú Trọng trở thành con tin trong chiến dịch chống tham nhũng của chính mình. Nếu trong trường hợp Đảng không thể loại hết được những kẻ tham nhũng hay phần tử không trung thành với lý tưởng của Đảng, thì tối thiểu, theo ý kiến ông Trọng, Đảng phải được lãnh đạo bởi một nhân vật có cùng động cơ giống ông. Theo tờ báo The Economist, đã rõ ràng ông Trọng chưa tìm được người kế nhiệm đáng tin cậy, thế nên ông phải làm thêm nhiệm kỳ Tổng Bí thư thứ 3, và sẽ rất thú vị nếu ông Nguyễn Phú Trọng công bố được tên người kế nhiệm của ông vào năm 2026. Tờ báo The Economist sau đó đã đưa ra lời khuyên rằng ông Nguyễn Phú Trọng cần chấm dứt tâm trạng lo ngại này. Tốt nhất là Tổng Bí thư nên rút lui để cho Đảng lựa chọn một người kế nhiệm thực tiễn. Theo giới phân tích, điều kể trên không đơn giản như vậy, mà còn rất nhiều những vấn đề đằng sau cho thấy việc ông Nguyễn Phú Trọng nếu chịu chấp nhận rời bỏ quyền lực tại thời điểm này là điều không hề dễ dàng. Không đơn giản chỉ là chuyện không có người thay thế ông Trọng, mà vấn đề là người thay thế vào chiếc ghế Tổng Bí thư của ông Trọng có đảm bảo cho cựu Tổng Bí thư về tài sản, về tính mạng và sự an toàn sau khi về hưu hay không. Một cuộc bỏ phiếu trong chương trình nghị sự của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo giới quan sát, Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, trong phiên bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần đầu tiên đã chính thức thông báo ông sẽ nghỉ khi hết nhiệm kỳ Đại hội 13 với lý do tuổi đã quá cao và đã ngồi tới 3 nhiệm kỳ Tổng Bí thư liên tiếp. Giới thạo tin khẳng định rằng Tổng Trọng hoàn toàn hay không bao giờ muốn nghỉ mà muốn ngồi trên chiếc ghế Tổng Bí thư này đến hết đời. Với lý do hơn 10 năm trên cương vị Tổng Bí thư, ông Trọng đã gây lắm thù và chuốc lắm oán từ các đồng chí của mình trong Đảng. Hơn bao giờ hết, tại thời điểm hiện nay, ông Trọng đã và đang nghĩ tới điều mang tính quy luật là cá ăn kiến rồi có ngày kiến lại ăn cá. Công tác tổ chức nhân sự dưới sự chỉ huy của Tổng Trọng bên trên cương vị trưởng tiểu ban nhân sự của hai kỳ đại hội Đảng gần đây rõ ràng đã rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Số lượng các ủy viên trung ương, lãnh đạo cấp cao lũ lượt dắt tay nhau vào tù mấy năm gần đây, lớn cả về số lượng lẫn quy mô và chất lượng cũng như chức vụ. Điều đó cho thấy chất lượng nhân sự do thưởng trưởng tiểu ban nhân sự Nguyễn Phú Trọng chọn lựa là rất có vấn đề do yếu tố chủ quan từ Tổng Bí thư, mà khả năng bị hồi tố là rất lớn. Ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã sắp xỉ 80. Đó là những lý do vì sao, theo giới quan sát, nhân sự kế cận thay trong Tổng Trọng cũng như bộ máy tứ trụ mà ông Trọng muốn cũng phải đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho ông sau khi ông hạ cánh về hưu, để không bị các thế lực kình địch trong Đảng hồi tố. Giới thạo tin cho biết Tổng Bí thư Trọng đang nỗ lực xây dựng một ekip lãnh đạo gồm những người phe ông trong bộ chính trị, với trên 2/3 là các ủy viên hoặc cả 4/4 nhân vật tứ trụ của Đại hội 14 tới đây. Như vậy ông Trọng vẫn có thể khuynh loát và điều khiển được họ sau khi đã nghỉ hưu. Phải như thế, Tổng Trọng mới ăn ngon ngủ yên trong những ngày cuối đời. Cứ nhìn cách đối xử của Tổng Trọng với các ông cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hay đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính thì thấy rõ ông Trọng những ngày tháng cuối đời sẽ sống chết ra sao. Đó là chưa kể đến sự trỗi dậy của Bộ trưởng Tô Lâm, một kẻ đang ủ mưu và đang cố gắng giành ngôi đoạt vị với Tổng Bí thư Trọng là chuyện không thể bỏ qua. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de ngày hôm nay với bản tin Vì sao Tổng Trọng
dứt ghế Tổng Bí thư mãi không già. Chính sách đối ngoại láu cá ba dọi của Việt Nam đã phải trả giá như thế nào? Trước năm 1986, nền kinh tế Việt Nam là kế hoạch hóa theo mô hình chung của chủ nghĩa cộng sản. Sau đó, cái gọi là công cuộc đổi mới lãnh đạo Việt Nam quyết định đưa nền kinh tế chuyển sang mô hình kinh tế thị trường của tư bản chủ nghĩa. Nhưng để giấu giếm sự phản bội đối với chủ nghĩa cộng sản, điều mà ông Hồ Chí Minh đã chọn, họ thêm cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa và sau cụm từ kinh tế thị trường. Từ đó, nền kinh tế Việt Nam mang cái tên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chẳng giống ai. Trên thế giới, chỉ có duy nhất Việt Nam mới có khái niệm lạ kỳ đến như vậy. Đó là lý do vì sao lâu nay các quan chức lãnh đạo Việt Nam đã nhiều lần đề nghị Hoa Kỳ và các nước phương Tây công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường. Mục đích Việt Nam hy vọng nhận được sự hỗ trợ và ưu đãi của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, nhưng điều đề nghị này đến nay vẫn không đạt được kết quả. Được biết, Việt Nam đã được 69 quốc gia trên thế giới công nhận có nền kinh tế thị trường, nhưng Hoa Kỳ và các nền kinh tế lớn phương Tây dứt khoát không thừa nhận. Tại Việt Nam, Việt bị Mỹ liệt vào diện kinh tế phi thị trường có hại cho quan hệ song phương. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 1 dẫn bản tin từ một hãng tin quốc tế loan báo với tiêu đề Việt Nam, việc Mỹ liệt vào diện kinh tế phi thị trường có hại cho quan hệ song phương. Bản tin cho biết, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, ông Nguyễn Quốc Dũng đã phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 1, kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt việc gán nhãn nền kinh tế phi thị trường đối với Hà Nội. Đồng thời, ông Dũng cảnh báo rằng việc duy trì các mức thuế trừng phạt đối với hàng hóa Việt Nam là điều không tốt cho mối quan hệ song phương đang ngày càng thân thiết hơn. Vẫn theo hãng tin quốc tế nêu trên, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng còn cho rằng Việt Nam không đáng bị liệt vào diện kinh tế phi thị trường, một quy chế do Mỹ định danh, trong đó có 12 quốc gia trên thế giới. Đại sứ Dũng cũng cho rằng hãy nhìn vào mối quan hệ giữa hai nước chúng ta mà xem liệu có thể chấp nhận được không khi mà Việt Nam nằm trong số 12 nước đó, những nước tệ nhất thế giới ư? Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Biden trong chuyến thăm Hà Nội vào tháng 9 năm 2023. Được biết, sau khi bị đưa vào danh sách nền kinh tế phi thị trường, Việt Nam liên tục gặp bất lợi trong các vụ kiện chống phá giá của Hoa Kỳ. Việc định danh Việt Nam là nền kinh tế phi thị trường cũng được Mỹ áp dụng đối với Trung Quốc và Nga cùng một số nước khác với lý do có sự can thiệp mạnh mẽ của nhà nước và nền kinh tế. Hoa Kỳ đã áp đặt thuế chống bán phá giá cao hơn đáng kể đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia bị liệt vào danh sách nêu trên. Nói rõ hơn, đó là các quốc gia có nền chính trị độc đoán. Khi họ không tuân thủ nghiêm ngặt, đúng và đủ khái niệm kinh tế thị trường thì lập tức bị đưa vào danh sách trên, mà Việt Nam là một ví dụ. Vào năm 2023, khi Hoa Kỳ và Việt Nam nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, thì trong cùng một năm, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cũng đã kêu gọi Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ chấm dứt việc gắn nhãn nền kinh tế phi thị trường. Việt Nam được hứa hẹn rằng sẽ xem xét. Theo luật định của Hoa Kỳ, quá trình xem xét sẽ phải được hoàn thành trong vòng 270 ngày, tức là khoảng giữa tháng 7 năm 2024, Việt Nam sẽ có câu trả lời. Theo giới chuyên gia, về mặt nguyên tắc, một quốc gia tôn trọng luật pháp như nước Mỹ thì khả năng Việt Nam được đưa ra khỏi danh sách nhóm 12 quốc gia có nền kinh tế phi thị trường trong điều kiện hiện nay là điều không thể. Ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Bắc Kinh vào tháng 11 năm 2022. Trong khi các lãnh đạo Việt Nam do thiếu hiểu biết, đôi khi đưa ra các tuyên bố bừa, nói ẩu hay nói lấy được mà họ không lường được hết các hậu quả. Ví dụ trong chuyến thăm Trung Quốc vào cuối năm 2023, ông Võ Văn Thưởng có nói rằng Việt Trung cùng kiên trì đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Điều này cho thấy Việt Nam giống hệt như Trung Quốc, vậy làm sao qua mắt được các quốc gia phương Tây này? Giới phân tích cho rằng lãnh đạo Hà Nội không biết việc ăn ở hai mặt kiểu lá mặt lá trái là điều mà Hoa Kỳ và các nước phương Tây rất ghét. Đó là lý do vì sao mặc dù Việt Nam đã được ký kết thành đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ, Nhật Bản nhưng vẫn phải xin họ công nhận là nền kinh tế thị trường mà họ vẫn dứt khoát không cho. Cũng đừng quên mục tiêu chiến lược của Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây là xóa sổ tất cả các quốc gia độc tài, các thể chế chính trị chuyên quyền. Vì đó là mầm mống của sự bất ổn trên thế giới, trên bình diện toàn cầu. Một khi ban lãnh đạo của Hà Nội vẫn giữ chính sách đu dây, bắt cá hai tay, dựa Hoa Kỳ và phương Tây để phát triển kinh tế, nhưng vẫn dựa vào Trung Quốc và Nga để bảo vệ chế độ độc tài,
thì không bao giờ Mỹ và phương Tây mới chịu mở hậu bao giúp đỡ và ít nhất là không công nhận nền kinh tế thị trường cho Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin chính sách đối ngoại láu cá bà rọi của Việt Nam đã phải trả giá như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.